Tâm Khang được chứng minh lâm sàng có hiệu quả hỗ trợ ngừa nguy cơ suy tim, giảm đau thắt ngực, ho, phù, khó thở ở người bệnh tim mạch. Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuyên mục soi showbiz của kênh Gia Đình Việt. Kể từ khi dàn cát của Giang Ninh Man Việt mùa 2 được công bố, cái tên Thúy Ngân luôn nhận được sự chú ý của công chúng. Nhiều người cho rằng Thúy Ngân sẽ trở thành nhân tố bí ẩn mang đến màu sắc mới lạ cho Chơi Là Chạy, nhưng đồng thời cũng có không ít ý kiến trái chiều xung quanh sự xuất hiện của nữ diễn viên tại chương trình. Phần lớn khán giả đều cho rằng Thúy Ngân được góp mặt trong dàn cát của Giang Ninh Man Việt mùa 2 là điều dĩ nhiên, vì từ lâu cô vốn được xem là gà cưng của nhà sản xuất. Thực hư về tin đồn này là như thế nào? Hãy cùng Gia Đình Việt khám phá nhé! Kể từ khi bộ phim truyền hình Ăn Khách Gạo Nếp Gạo Tẻ lên sóng năm 2018, Lê Huỳnh Thúy Ngân đã có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Tên tuổi của cô lên như diều gặp gió và được nhiều khán giả biết đến. Đặc biệt sau khi đầu quân vào công ty lớn, Thúy Ngân liên tục phủ sóng truyền hình ở khắp các game show như Bảy Nụ Cười Xuân, Chị Em Chúng Mình, hay gì thế này, hay là Số 1. Gần đây nhất, cô được biết đến với vai Châu trong bộ phim truyền hình Cây Táo Nở Hoa, bộ phim có cùng đơn vị sản xuất với phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Vì thế, việc Thúy Ngân có tên trong danh sách dàn cát Giang Ninh Man mùa 2 đã được khán giả dự đoán từ trước, vì đây là chương trình do công ty nữ diễn viên đầu quân chịu trách nhiệm. Vốn là gà cưng thường xuyên góp mặt trong các chương trình của nhà sản xuất Đông Tây, Thúy Ngân được xem là có bệ đỡ vững chắc giúp cô trở thành một trong những gương mặt đắt show nhất hiện nay. Cô liên tục xuất hiện cùng những tên tuổi ăn khách bậc nhất ở showbiz như Trường Giang, Lâm Vĩ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc, Trương Thế Vinh. Nhờ sự tung hứng, phối hợp ăn ý với nhau nên dàn diễn viên này trở thành một ekip thân thiết và gắn bó với những thành viên không thể thay thế, cùng nắm tay nhau tham gia các game show. Tuy nhiên, trái với những lần xuất hiện trước, sự góp mặt của Thúy Ngân trong chương trình lần này nhận về không ít ý kiến trái chiều, bởi Giang Ninh Man đang quy tụ hàng loạt những cái tên quen thuộc với nhà đài nên hoàn toàn không mang đến sự mới mẻ cho khán giả. Theo đó, 4 trên 9 nghệ sĩ được điểm tên trong dàn cát Giang Ninh Man chính là những nhân vật quen thuộc của chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Một trong những game show nổi bật do Đông Tây sản xuất là Trường Giang, Lan Ngọc, Trương Thế Vinh và Thúy Ngân. Vì thế, việc tái sử dụng những gương mặt xuất hiện lặp đi lặp lại ở nhiều sân khấu đã không nhận về sự đồng tình từ phía khán giả. Bên cạnh đó, nữ diễn viên Cây Táo Nở Hoa bị đánh giá là nhạt nhòa khi thường xuyên xuất hiện với hình tượng ngây thơ, thật thà, thiếu sự đột phá cũng như không thể hiện được những nét nổi bật trong tính cách. Sự hiền lành của cô được cho là không phù hợp với một game show thực tế, đòi hỏi thể lực vận động và sự mặn mòi như Giang Ninh Man. Đồng thời, Thúy Ngân còn bị nhận xét là chưa đủ độ nổi tiếng và chưa thể hiện được cá tính nổi bật để được sủng ái ở loạt game show ăn khách hiện nay, trong đó có Giang Ninh Man. Trước đó, Thúy Ngân từng chia sẻ, cô được đàn anh Trường Giang giúp đỡ, đề xuất cô với nhà sản xuất và mời cô cộng tác chung trong các game show. Nam diễn viên đã khuyến khích cô bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức và bộc lộ các kỹ năng khi đứng trên sân khấu. Cô cho rằng, chính nhờ các chương trình giải trí trên truyền hình, tên tuổi của cô mới có thể duy trì được độ hot. Tuy nhiên, Thúy Ngân vẫn còn rất nhiều mặt hạn chế so với dàn diễn viên mà cô đang đồng hành cùng. Cô không có được sự hài hước, duyên dáng của Lâm Vĩ Dạ hay Tiến Luật, không hoạt khẩu, cá tính như Ninh Dương Lan Ngọc và càng chưa thể có được sức hút lớn như Trường Giang. Dù vậy, nhà sản xuất đã bỏ qua những hạn chế đó của Thúy Ngân, bất chấp ghi tên cô vào danh sách dàn cát Chơi Là Chạy như một minh chứng cho thấy sự o bế là có thật. Đặc biệt, có nhiều khán giả còn tinh ý chỉ ra rằng, clip giới thiệu nữ diễn viên là một thành viên trong Giang Ninh Man Việt mùa 2 được đầu tư hơn hẳn so với các thành viên khác đúng với danh hiệu gà cưng của chương trình. Trường hợp của Thúy Ngân được đánh giá là tương tự với trường hợp của nữ diễn viên Jeon Seo-min ở Giang Ninh Man phiên bản Hàn, và cô sẽ có nguy cơ trở thành thành viên liên tục bị hứng gạch đá của chương trình. Nếu ở bản Hàn, nữ diễn viên vướng tin đồn người quen của đạo diễn nên được ưu ái để cô góp mặt vào dàn cát Giang Ninh Man, tước đi danh hiệu bóng hồng duy nhất của Song Ji Hyo suốt nhiều năm chương trình phát sóng. Từ đó, Seo-min trở thành cái tên hút anti-fan hàng đầu, nhận liên tục những comment ác ý. Còn ở phiên bản Việt, Thúy Ngân cũng rơi vào tình huống tương tự khi bị gán mác là gà nhà của Giang Ninh Man. Hiện tại, Thúy Ngân vẫn đang phải đối diện với những ý kiến trái chiều từ khán giả, nên việc có nguy cơ bị hứng gạch đá từ công chúng khi chương trình được phát sóng cũng là điều không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người bức xúc cho rằng, thay vì đơn vị sản xuất Giang Ninh Man Việt đang cố gắng cài cắm, nhồi nhét gà nhà vào các game show dù miếng hài của họ không thật sự phù hợp, thì nên để Thúy Ngân có thể tập trung phát huy lợi thế của mình là diễn xuất. Suốt thời gian qua, chẳng những khiến Thúy Ngân trở nên nhãn mặt trên sóng truyền hình, Đông Tây còn thi thoảng tạo ra lớp live giữa cô với Trương Thế Vinh nhằm tăng độ thu hút của các game show có sự xuất hiện của cặp đôi. Thúy Ngân và Trương Thế Vinh nhiều lần vướng tin hẹn hò khi khán giả chứng kiến cặp đôi bày tỏ tình cảm,
sự quan tâm dành cho nhau ở nhiều sân chơi trên sóng truyền hình. Dù cả hai chưa một lần lên tiếng khẳng định về tin đồn này, song nhiều người vẫn cho rằng nhà sản xuất sẽ tận dụng mối quan hệ của Thúy Ngân và Trương Thế Vinh để đưa vào Running Man nhằm tạo ra màn đề couple tương tự như Gary và Song Ji-hyo ở Running Man phiên bản Hàn. Tuy trước đó cặp đôi Gary và Song Ji-hyo từng nhận rất nhiều sự yêu quý của khán giả, nhưng việc Trương Thế Vinh và Thúy Ngân trở thành màn đề couple thứ hai sẽ khiến người xem nhàm chán và bị đánh giá là copy bản gốc. Gần đây, Thúy Ngân đã có những chia sẻ thẳng thắn về những bàn tán xung quanh sự xuất hiện của mình tại Chơi Là Chạy. Theo đó, cô không phủ nhận thông tin được xem là gà nhà của chương trình, nhưng nữ diễn viên vẫn luôn nỗ lực và cố gắng mỗi ngày để có thể hòa hợp với mọi người và khẳng định không có sự ưu tiên hay ngoại lệ nào ở Running Man Việt Nam. Được biết, hiện tại nữ diễn viên cây táo nở hoa vẫn luôn duy trì thói quen tập luyện để nâng cao thể chất và độ bền, sự dẻo dai, nên cô hoàn toàn tự tin về thể lực của mình khi tham gia Running Man Việt Nam. Ngoài ra, cô cũng rất tự tin vào sự mạnh mẽ của mình khi đồng hành cùng các thành viên quái vật khác trong chương trình. Thúy Ngân từng chia sẻ rằng, thay vì lươn lẹo, cô sẽ chơi với 100% năng lượng và đôi khi sẵn sàng ăn gian một xíu và cũng không quên hứa hẹn sẽ cố gắng làm tốt những gì giỏi nhất của bản thân mình cũng như mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Khi chia sẻ về những điều này, Thúy Ngân đã vô cùng xúc động đến nỗi rưng rưng nước mắt. Có thể thấy, nữ diễn viên đã khá áp lực trước những ý kiến trái chiều xoay quanh việc mình tham gia Chơi Là Chạy. Song dù còn nhiều mặt hạn chế, nhưng cũng không thể phủ nhận những nỗ lực và sự chăm chỉ của Thúy Ngân trong suốt thời gian qua. Cô được tạo cơ hội và đang biết cách tận dụng các cơ hội để xây dựng vị trí cho mình. Hiện Thúy Ngân vẫn luôn cân bằng giữa việc tham gia game show và đóng phim vì diễn xuất luôn là niềm đam mê lớn nhất của cô. Một đồng nghiệp của Thúy Ngân cũng nhận xét, cho đến thời điểm hiện tại, Thúy Ngân vẫn giữ được hình ảnh, không trêu trò, không tạo scandal để gây chú ý, không vướng ồn ào, thị phi. Thúy Ngân, với sự chăm chỉ của mình, vẫn cố gắng xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đi lên bằng thực lực. Bên cạnh những ý kiến trái chiều về việc Thúy Ngân không đủ sức nặng tham gia chương trình, thì một số người yêu mến Thúy Ngân đã ủng hộ sự gia nhập của bóng hồng thứ hai và cho rằng Thúy Ngân thật thà, chịu chơi và chơi hết mình. Nhiều khi là sự bất ngờ từ chương trình biết đâu sẽ là một sự đột phá về hình ảnh của Thúy Ngân. Vì thế, khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng về một Thúy Ngân luôn dồi dào năng lượng tích cực và tràn đầy lạc quan, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, trêu trò tại Running Man Việt mùa 2. Còn bạn, bạn nghĩ sao về việc Thúy Ngân là một phần của Running Man Việt Nam? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh Gia Đình Việt để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!